Xin chào các bạn. Có một vị khách ở Vũng Tàu đã alo và bên Hoàng đã tư vấn cho khách đó lấy cái cây Roland LX705. Thì cái cây này là cái cây màu đen. Thực tế là khách lấy cái cây này cơ. Đó, cây này không phải là trắng mà trắng ngà. Cây LX705WA nha các bạn. Đó. Thiệt ra là có nhiều người bảo là màu trắng màu như vậy đó nó dễ dơ thì theo Hoàng thấy nó cũng không đúng đâu. Hoàng lại thích những cái cây màu sáng như vậy để decor nó rất là đẹp các bạn, rất là đẹp. Trước khi đi bây giờ Hoàng cũng test thử cái đàn cho các bạn nghe nha. Rồi thì bây giờ bên Hoàng sẽ tiến hành đóng gói cái cây này và chuẩn bị đi Vũng Tàu vào ngày mai ha. Xin cảm ơn các bạn. Nếu các bạn mà có nhu cầu mua đàn mà các bạn ở phương xa thì bên Hoàng sẽ tư vấn qua điện thoại, tư vấn qua Zalo, chụp hình, quay clip gửi cho các bạn xem. Nếu các bạn đồng ý thì bên Hoàng sẽ gửi, cũng rất là dễ. Bây giờ là công nghệ hiện đại rồi, thành ra các bạn đừng có lo cái này. Rồi đó, các bạn cứ tin tưởng, các bạn cứ gọi rồi bên Hoàng sẽ ship cho các bạn nhé. Cảm ơn các bạn nhiều.